Chào mừng quý bà con đã quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Sản Phẩm của công ty Takeo Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời bà con cùng xem một dòng sản phẩm máy băm cây động cơ xăng Takeo TK65, dòng máy nhỏ gọn cơ động và dễ dàng di chuyển mọi địa hình, đồi núi, dốc, v.v. Với những vườn cây ăn trái, cây công nghiệp lâu năm, hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch bà con phải cắt tỉa, tạo tán mới cho cây, cắt những cành cây bị khô, thiếu ánh sáng, để vườn cây được quang hợp tốt hơn và có một vụ mùa sắp tới bội thu hơn. Những cành cây bị cắt tỉa loại bỏ rất nhiều, nhưng bà con không biết làm gì để xử lý được chúng một cách hiệu quả. Kéo chất đống trong vườn thì cỏ sẽ mọc tùm và vườn không được sạch sẽ. Còn đợi củi khô để đốt dọn thì sức nóng của lửa sẽ ảnh hưởng đến cây cối trong vườn, gom đóng thuê xe chở đi thì chi. Phí công rất tốn kém, làm cách nào để tái sử dụng được những cành cây bị loại bỏ một cách hiệu quả và giảm chi phí thấp nhất cho bà con. Giữ đúng phương châm, giảm sức lao động cho nhà nông, công ty Takeo Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công một dòng sản phẩm, giải quyết được vấn đề trên cho bà con và mang lại hiệu quả, kinh tế cao. Mùn cưa còn được coi là thần dược của ngành công nghiệp phân bón, trồng trọt, làm giá thể sinh học giúp cây nhanh lớn, khỏe mạnh, đảm bảo an toàn cho cây trồng, mùn cưa cải tạo đất, giúp đất tơi xốp. Hiện nay mùn cưa là nguyên liệu quan trọng làm giá thể trồng cây, đệm lót, chuồng trại, nguyên liệu sản xuất củi mùn cưa, viên gỗ nén an toàn, không khí chất độc hại. Đã đến lúc bà con biến những cành cây phát thải, bỏ đi tốn kém chi phí, trở thành nguồn phân bón cực kỳ hữu ích cho vườn cây trồng nhà mình, vừa tiết kiệm được chi phí mua phân bón, tiết kiệm được chi phí thu gom cành, vận chuyển và đổ rác thải.